Điểm đồng loạt học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học tới. Việc cân lão để lựa ra cái nguyện vọng phù hợp tăng cơ hội trúng tuyển là điều đặc biệt quan trọng trong khâu này. Ngày 17 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10 công lập ở 119 trường. Trong đó có 117 trường công lập không chuyên nhận 71.000 học sinh. 4 trường trung học phổ thông chuyên và trường có lớp chuyên được giao tổng chỉ tiêu là 2.970 học sinh. Tổng số chỉ tiêu của sinh viên của sinh của 85 trường trường khác là 29.636 học sinh. Năm nay thành phố có 133.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Số chỉ tiêu nhận vào trường công lập chỉ chiếm khoảng 61%. Do vậy thì nhân lực thực sự là một cuộc đua đặc biệt căng thẳng với những học sinh tham gia vào và những gia đình có mục tiêu và mong muốn học lớp 10 công lập. Theo so sánh thì tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập không chuyên ở Hà Nội tăng khoảng 1.500.000 so với năm ngoái. Tuy nhiên, phần lớn các trường tăng nhiều chỉ tiêu ở các vực ngoại thành. Trường tăng chỉ tiêu mạnh nhất là ở trường Trung học phổ thông Đông Mỹ ở huyện Thanh Trì từ 405 chỉ tiêu năm 2023 đến 675 chỉ tiêu. Một số trường như Kim Anh, Phú Xuyên B, Khương Hạ, Lưu Hoàng, Chu Văn An đã tăng khoảng 90 đến 135 chỉ tiêu mỗi trường. Các quận nội thành như Ba Đình, Thanh Xuân, Hồ Tây Hồ tăng nhẹ khoảng 100 chỉ tiêu. Giảm chỉ tiêu mạnh nhất là ở trung học phổ thông Đà Phúc với 135 chỉ tiêu. Nhiều trường khác giảm từ 45 đến 90 chỉ tiêu. Và xét theo khu vực, nhiều trường giảm chỉ tiêu nằm ở nội thành. Tất cả trường trung học phổ thông ở Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông đều giảm. Ở khối chuyên của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, các trường cũng đều được giao tăng chỉ tiêu so với năm ngoái. Cụ thể như trường trung học phổ thông chuyên và trường có lớp chuyên của Hà Nội năm nay được giao là 2.970 chỉ tiêu. Trong trường trung học Nguyễn Huệ năm nay tuyển 630 chỉ tiêu.